Miền quê Đông Bắc thân mến, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay các bạn sẽ cùng mình đi trải nghiệm một cái dòng thác mà chưa được từng được đưa vào sử dụng và khai thác du lịch nhé các bạn nhé. Bắt được cua à? Mát quá các bạn ơi, đây cảm giác leo cái thác này cảm giác rất là trơn và rất là mạo hiểm đó các bạn nhé. Đây đi cùng mình hôm nay có hai bạn trẻ nữa, bạn Huy Nổ và bạn Vĩ nhá. Sẽ cùng mình leo hết con thác để xem trải nghiệm nó sẽ như thế nào. Giữa mùa hè nóng nực cái này thì được đi trải nghiệm tại con thác này thì rất là tuyệt vời các bạn ạ. Thật sự rất là mát luôn. Đây những dòng nước được chảy từ trên cao xuống và rất là trong veo luôn. Này, cua này. Cua đây, 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 đây. Đây đây các bạn này, con cua này. Cua này là dòng cua đá nhé các bạn. Mình có thể bắt lên cho các bạn xem này. Đây các bạn này. Đây này. Đây con cua đá nhé các bạn nhé, đây. Ôi ôi. Cạp đấy, ăn cạp đấy. Úi giời. Cẩn thận nhá, ngã nhá này. Rồi, bỏ túi đi. Lên đi em ơi. Các bạn sẽ cùng mình trải nghiệm lên từng tầng cái thác rất là mạo hiểm như thế này nhá. Đây một hành trình sẽ rất là dữ dội đấy các bạn ơi. Bạn ngắm bên dưới này này. Đấy các bạn thấy không? Nó chia thành hai bên, một bên bên này và một bên này, mà còn một cái bên ở bên kia nữa. Một cái bên ở bên kia nữa, con thác. Chạy từ độ cao vài trăm mét luôn nhé các bạn nhé. Đây là theo lối mòn đây này. Cảm giác lên đường này còn không lên được cơ. Lên từ kia lên được không? Rất mạnh luôn cảm giác. Nước chảy với tốc độ rất là cao nhé các bạn nhé. Nếu các bạn có dịp bên đây, các bạn có thể hòa mình vào thiên nhiên và không khí rất là trong mát đây. Để cái thác cao đó các bạn nhìn này. Nước nó đổ rất là từ trên cao xuống rồi. Đấy các bạn hãy cùng mình trải nghiệm dần. Thật sự leo lên đây cũng rất là khó luôn. Đấy, một hành trình khá là vất vả. Do mình vừa di chuyển vừa quay này thì nó sẽ không tránh được cái hiện tượng rung lắc nha. Các bạn xem clip thì hết sức thông cảm nhé. Ôi trời ơi. Đoạn này có thể nói là đoạn rất là tuyệt vời luôn đối với đoạn thác này. Các bạn có thể trải nghiệm dòng nước nó lao xuống vào bên dưới kia. Rất là cao luôn. Đây các bạn có thể thấy rất là đẹp luôn. Tháng này được tọa lạc tại thôn Kim Minh, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang các bạn nhé. Chưa từng được đưa vào khai thác du lịch. Qua video thì mình cũng rất mong muốn làm sao là các ban ngành
của từ xã quan tâm nhiều hơn đến một cái địa điểm mà đẹp như thế này để tạo điều kiện cho người dân ở đây có cơ hội phát triển về du lịch sinh thái. Đây và mọi người có thể đến đây để trải nghiệm một dòng nước mát tuyệt vời giữa mùa hè nắng nóng nực như thế này nha các bạn nhé. Các bạn hãy cùng mình đi lên hết cái dòng thác này luôn. Mình sẽ trải nghiệm cùng các bạn đến từng cung bậc cảm xúc luôn nha các bạn nhé. Đây là leo ở đây. Cảm thấy rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đây dòng nước đổ xuống đây. Rất là trong lành mát luôn. Có bắt được không? Bắt được à? Cua à? Ôi trời ơi, đã tắm thế kìa, đẹp thế. Chui vào trong cái hang kia xem nào. Thật sự nước ở đây rất là mát và lạnh các bạn ạ. Đâu cho xem cua nào. Được mấy con rồi? Có 5 con rồi. Chui vào trong cái kia kìa. Chui vào trong cái hầm kia nào. Thở được mà. Đẹp quá bạn, dòng nước mát thật. Kìa nó đổ mãi từ trên cao cái xuống kìa, các bạn nhìn này. Từ trên cao cái xuống luôn, rất đẹp. Đi lên dần đây Huy ơi, tí lạnh đấy. Chào mọi người cái đi nào. Trời ơi, nó chào trong kia ai nhìn thấy. Đây dòng thác nó được đổ từ trên cao cái xuống rất đẹp luôn. Trong video cái tiếng thác nó đổ ồn một tí các bạn thông cảm nha. Hãy cùng mình tiếp tục đi trải nghiệm lên tầng cao nữa. Đẹp quá, đứng ở đây mà cảm giác nó mát mẻ thật. Đẹp quá. Thật sự một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Các bạn nhìn cái đường đi của mình này. Cái đường mình đi lên này cũng rất là khó khăn luôn. Và thật sự mạo hiểm các bạn, nó có thể đi được dòng nước nó chảy ra này. Đẹp quá xá luôn. Đấy các bạn, càng nhìn lên cao các bạn càng cảm thấy rất là say đắm lòng mình luôn. Nước đổ từ trên cao xuống rất là đẹp, trên rất cao luôn. Ở đây các bạn cùng mình ngắm nhìn ở mặt bên dưới này. Đây các bạn có thể thấy đây, dòng nước nó đổ xuống đây. Rồi tít xa xa kia luôn. Rất là đẹp. Hai bạn trẻ kia đi rất là nhanh luôn. Mình vừa đi vừa ghi hình nên là không thể nào đi kịp được luôn. Đẹp quá các bạn. Đây phía bên trong này có những cái hốc đá như thế này. Hốc đá vôi này. Đây các bạn có thể trải nghiệm này. Hốc đá vôi rất đẹp luôn, cũng có các cái dòng nước nó chảy nhỏ đi theo này này. Đây các bạn, đây hồi rồi, một khoảng cảnh quá là tuyệt vời. Ngồi chỗ này mà picnic hay là ngồi cùng một người yêu hay là một người bạn ở đây để mà giải bày tâm sự thì quả thật là tuyệt vời đúng không các bạn? Đẹp quá.
Ở đây nó mát lắm, thật sự rất mát luôn đây. Và đây quang cảnh hang hốc đá đây. Các hốc đá đang theo đây xuống rất đẹp luôn. Phía bên trên thì được bao trùm bởi những cái tán cây này. Ủa đất đây thật sự là quá tuyệt vời luôn. Một trải nghiệm rất là thú vị. Các bạn thấy dòng thác nó đổ xuống đây các bạn nhìn đây. Đây bản thân mình cũng rất là yêu thiên nhiên nên là mình sẽ cùng đi trải nghiệm và review lại để các bạn cùng xem nhé. Và rất nhiều cái cũng bậc cảm xúc luôn. Đây các bạn có thể thấy là nó rất là còn nguyên sơ. Một cái thác đẹp và mát này mà chưa từng được đưa vào để sử dụng khai thác về du lịch thì thật sự rất là phí, lãng phí tài nguyên. Qua video này các bạn có thể thấy là Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi rất là nhiều. Các cái vẻ đẹp từ những dòng thác nước và rất là nhiều địa điểm khác nhau. Tại vùng Chiêm Hóa của mình đây thì rất là nhiều thác. Và nói cái nào cũng đẹp và mát các bạn ạ. Ở đây các bạn có thể thấy là nó hình thành các cái bọt đá này từ bao năm nay nó hình thành. Tạo thành những cái non bộ rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn, nhìn hai bạn kia đi rất là nhanh luôn. Đây như leo đoạn này nhá, các bạn nhé, mình sẽ đi thẳng qua đây luôn. Để cùng các bạn trải nghiệm ở đây, các bạn này đi. Nói chung là rất là trơn và mạo hiểm luôn, nhưng mà mình vẫn có thể vượt qua được. Bọn mày đi qua đâu ấy? Đây à? Hả? Ôi mẹ, đấy rồi, trơn lắm các bạn ạ. Đây, cua đây rồi. Cua này. Cua này. Xuống đây đắn lấy chứ ta đâu có đi lên được đâu, trời ơi. Đây các bạn này. Cua đá nhá, cua này tiếng tay gọi là cua phong ấy, nhưng mà loại này nó còn nhỏ cơ, nếu mà tốc độ lớn của nó thì nó phải như bàn tay ấy. Theo thời gian là được người dân người ta tìm rất là nhiều rồi nên là số lượng nó cũng rất ít đi rồi, nó không còn nhiều trước nữa. Đây nhá, không chỉ một dòng nước mát đâu mà các bạn có thể đến đây ngắm những cái vách đá vôi này còn nguyên sơ luôn. Đấy các bạn nhé, rất quang cảnh rất là mát luôn, các bạn nhìn này, thác nước đẹp tuyệt vời. Đây chúng ta có thể thấy là quá đẹp luôn. Nào các bạn hãy cùng tiếp tục cùng mình trải nghiệm lên. Đi tận lên phía xa thượng nguồn đằng kia còn đẹp nữa. Các bạn nhìn thấy các dòng nước nó đang lao xuống kìa. Các bạn nhìn thấy không? Đẹp không? Trong veo luôn. Mát lắm, đứng đây rồi cảm giác cái sức gió nó phun và hơi nước nó thổi về rất là mát luôn. Đây các bạn ơi, bên trong này thì các cái vách đá này và các cái điểm, những cái điểm này này rất là đẹp. Đấy bạn có thể nhìn thấy trên cao cái dòng thác đổ xuống này, quá đẹp luôn. Đây tốc độ nước bắn đúng rồi, đẹp mê hồn luôn các bạn ơi.
Ở đây có cái các cái nhú đá vôi tạo lâu năm ấy, nước nó chảy đấy thì nó sẽ tạo thành những cái phiến đá này đẹp, rất là đẹp luôn. Ôi trời ơi, bạn Huy làm gì đấy bạn Huy ơi? Làm gì ấy? Bắt cua. Đây bạn Lý đang leo lên bên kia kìa. Các bạn nhìn từ trên cao, các bạn nhìn đây. Thác vẫn đang lao xuống, rất là đẹp luôn. Trơn lắm các bạn ạ. Không muốn bước lên nổi cơ. Mát quá. Bắt to đi. Đó. Ở đây to đấy. Tiếp nhiên. Được. Thấy nó chui vào á. Nào tiếp tục trải nghiệm đi, lên đi. Hả? Đâu này. Đâu đưa con cua này, ở trời cầm này nó ấy cho bà ấy. Đấy đấy. Đây bạn này, nhìn con cua này. Nãy đứng ra nãy ơi. Để lấy con cua ra chứ trời. Ôi trời ơi. Cậu kia chỉ thích tắm thôi. Trơn lắm á, cháu nó đi được. Bọn mình đã leo rất là cao rồi các bạn ạ, gần như là gần khám phá hết dòng thác rồi đấy. Đây chỉ là một bên thôi nhá, còn một bên của một nhánh thác bên kia nữa cũng cao tương đương như này luôn, và có rất nhiều đoạn đẹp luôn. Ủa? Tiếp mát nhờ. Đứng đi.
đi đến kia đoạn đi. Ôi, mình xin được phép kết thúc hành trình tại đây nhá. Các bạn muốn khám phá thì đối với con thác này còn rất nhiều điều để mà khám phá. Các bạn khám phá thì các bạn hãy đến tại địa chỉ thôn Kim Minh, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang để cùng trải nghiệm dòng thác cực kỳ là mát và cực kỳ là đẹp như thế này nhé các bạn nhé. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy clip hay thì hãy ấn một lần đăng ký và một lần chia sẻ để ủng hộ cho kênh nhé, để tiếp tục ra được những clip khác nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.